trời đất ơi, cô nấu năng nói cụ gì vậy? Tự nhiên gội đầu có thai. Trời ơi, ở xóm này cô gọi biết bao nhiêu người. Không lẽ giờ nặng người nào vô gội đầu cũng làm cô có bầu hết trả hả? Ê ê, ăn ốc mà tính bắt người khác đổ vỏ hả? Trong cái xóm này á, ông là cái người vô tiệm Linh gội đầu nhiều nhất á. Ê ê ê, mày nói chuyện cho đàng hoàng ơi ơi hả? Bộ gội đầu là có thai hả? Trời đất ơi, nếu mà vậy á, tao gội đầu ở quán bà Năm Ù, bà Ba Ú á, rồi tụi nhỏ con bả là con tao hết hả? Mà có nhầm lẫn gì không? Chứ tôi gội đầu cho ổng 20 năm mà tôi có cái thai nào đâu. Trời đất ơi. Ê, cái gì? Làm cho con người ta có bầu rồi bây giờ tính bài chuồng hả? Mấy người tình không? Tôi la làng lên cho cả xóm này biết, để cho gia đình của mấy người á nhục mặt. Thôi mà, từ từ thương lượng đi cậu Lê. Tôi có bán cái nhà này tôi cũng lo cho cô Linh mẹ tròn con vuông mà. Bữa nay á, tôi nhất quyết hôm nay phải làm cái chuyện này ra ngô ra khoai. Còn không á, tôi đưa lên chính quyền. Đó, đẹp mặt dương tánh. Đầu ai thứ tốt rồi á, mà còn làm cho người ta bụng mang dạ chữa kìa. Em ba, anh xin lỗi em ba mà. Tại bữa đó anh xỉn quá, anh vô tiệm hất tóc gội đầu của con Linh nè, anh gội đầu. Xong rồi sau đó, anh đâu biết gì đâu. Cái gì? Ông nói không biết gì hả? Bữa đó ông qua tiệm của tôi, ông đè tôi xuống, ông sam sỡ tôi. Rồi bây giờ tôi bị như vậy nè, trời ơi là trời, tôi khổ quá đi mà, tôi chết cho rồi. Khổ quá đi mà. Trời ơi, cái thằng già dê này. Hả? Mày làm bậy con gái người ta, rồi bây giờ muốn quất người chị Phong phải không? Trời ơi, tôi xin cậu Lê, tôi xin cô Linh á, bụng làm dạ chịu. Tôi có bán cái nhà này, tôi cũng lo cho cô Linh mẹ chọn con vuông mà. Không có được. Cái chuyện vô lý vậy mà sao giải quyết vậy được? Cái chuyện này sao mà giải quyết bán nhà được? Tôi mà phải bắt cô Linh đi xét nghiệm. Cái gì? Ông nói tôi đi xét nghiệm với ông hả? Ông có biết là tôi là gái không chồng không? Bây giờ ông bắt tôi đi xét nghiệm với ông mà là con của ông nữa. Cả cái xóm đi hả? Rồi người ta đồn tôi như thế nào nữa? Rồi ông xét nghiệm biết cái thai của ông nào. Trời, ông tỉnh đi ông Tâm. Ông phải lo cho người ta đến nơi đến chốn. Ông có cái gì vậy hoài? Ông đừng có nhìn mặt tôi á. Bà, anh chung thủy với em mà. Trời đất ơi, nếu mà anh làm á thì anh phải có cảm giác chứ, còn cái đằng này á. Cảm giác gì hả? Ông muốn cảm giác không? Tôi kêu thành niên cả xóm này á, nè quýnh ông cho ông có cảm giác, ông muốn không? Cậu ơi, cậu Lê ơi, cậu làm ơn cho tôi thời gian để giải quyết chuyện gia đình được không? Ông Tâm, ông đứng ra ông giải quyết cái chuyện này đi. Nào, như vậy, giải quyết thì giải quyết. Cô Linh, bây giờ cô muốn làm sao? Cô muốn tôi bồi thường hay là cô muốn tôi có trách nhiệm với nghĩa vụ của với con của cô? Bây giờ, ông phải đền bù tổn thất, tôi sẽ nuôi con tới khi nào nó lớn lên. Nhưng mà ông phải đền bù bằng tiền bạc cho tôi, ông phải đền bù tôi 2 tỷ. Trời đất ơi, cái gì mà 2 tỷ vậy? Trời đất ơi, thay vô xíu mà 2 tỷ. Nè, tôi thiệt với cô nha, cô đẻ con ra đưa tôi nuôi ra, tôi nuôi tới lớn luôn 300 triệu à. À, bây giờ ông tính trả giá với tôi chứ gì? Ông có biết là một mình tôi nuôi con, tôi cực khổ, tôi nhục nhã như thế nào không? Thì cô biết là số tiền 2 tỷ đó lớn lắm không? Kiếm đâu ra? Trời ơi, ông im đi. Còn lớn tiếng nữa. Cô Linh ơi, tôi sẽ lo đủ số tiền cho cô mà. Tôi sẽ kêu người bán cái nhà này liền để mà đền cho cô đủ số tiền nha. À, nói gì vậy? Bán nhà rồi đó, chồng mình đi đâu? Đi đâu thì mặc xác không? Tôi hả? Với tôi cũng bỏ luôn cái xứ này tôi đi mà. Nhục nhã quá mà. Anh ba. Ê, em có sao không vậy? Ngồi xuống. Ngồi được không? Ngồi đi. Nè, 300 triệu đó tôi đưa trước. Chừng nào khi mà bán được nhà rồi tôi đưa nốt số tiền còn lại. Có cái nhà bán mấy tháng trời không xong, chắc ổng chờ em á mồ xanh cỏ ổng mới trả đủ tiền. Ê, thằng này, cái miệng mày ăn mắm ăn muối còn thúi hơn thằng cá tra nữa. Trời đất ơi là trời, mày thấy không? Trời mưa trời gió gì nè, người ta còn phải lặn lội qua đây, tao đưa tiền cho bay nữa, mà chứng tỏ lòng thành của tao muốn gì nữa. Còn cái nhà, tôi phải muốn bán mà bán, phải bán có giá chứ mới bán được chứ, mới có tiền mới đưa cho tụi bay tụi thai của Linh chứ. Còn một tháng mấy là tôi xin rồi đó. Ông mà không trả đủ tiền á là tôi không có tiền đóng viện phí nè, rồi chi phí các kiểu nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng giữ đúng hẹn. Nhưng mà khi em bé sinh ra là tôi phải đưa đi xét nghiệm huyết thống đó. Nè, ông tính giở trò gì đây nữa? Thôi được rồi,
Xét nghiệm là điều hợp lý mà. Ít ra sau này á còn có đứa thắp nhang cho ổng, ổng chết nữa. Anh ơi, hả? Chiều nay á ông chuyển khoản cho em rồi, vậy là em sẽ có tiền thuê nhà, với lại á mở được một cái tiệm gội đầu cho thành phố nữa đúng không? Đục tưng giỏi quá. Thôi đi lẹ, dạ. Coi chừng chảy xe. Đi đâu mà vội mà vàng mà dắp cục đá mà lội luôn cặp giò hai đứa bay. Ê, ông kia, ông tính kiếm chuyện gì đây nữa vậy? Muốn gì hả? Tao muốn hai tụi bay á ối tiền lại cho tao. Cái tiền mà tụi bay lừa đảo với cái bầu quân linh nè. Trời ơi, con đừng giống ba con nha. Ăn bánh mà không chịu trả tiền. Nè cái ông kia, ông nhìn cái bụng tôi đi. Ông làm cái bụng tôi trên bành ra bây giờ không nhận hả? Bây giờ tôi nói với cả xóm đây nè, là ông lừa đảo tôi đúng không? Mày có cần tao la phụ không? Hả? Tao nói cho mày biết nha. Mày la lớn ra đi, cho hết cái xóm này biết á, cái bộ mặt lừa đảo của hai tụi bay á. Ê, cái bà kia, bà tính nói điên nói khùng gì ở đây vậy? Điên khùng á? Nè, đây là giấy xét nghiệm. Ông Tâm không thể có con. Vậy cái bầu này của ai? Ơn gì mà ơn hả? Mày khỏi ớ gì hết trơn á. Hai vợ chồng tao gần nhau 20 năm trời không có con. Mắc cái chi mà gần mày có một đêm mày có bầu là sao? Bởi vậy nghe có con là hai vợ chồng tao đi xét nghiệm liền. Mới biết là ông Tâm có bao giờ có con được đâu. Ủa? Ông Tâm không có con á thì liên quan gì tới tôi? Tại vì tao cũng phát hiện ra một cái giấy xét nghiệm của mày, yêu cầu bệnh viện xét nghiệm đứa con này có phải của mày không? Anh dám làm như vậy hả? Anh làm cho tôi có con xong rồi anh không tin hả? Trời ơi, em cũng gọi đầu biết bao nhiêu người, làm sao anh biết được? Trời ơi! Hai đứa bay á, bớt bát qua bát lại giùm tao một cái đi ha. Muốn cái gì á, lên phường khai báo. Còn riêng tao á, gửi đơn tố cáo hai đứa bay ở trả rồi đó. Anh ơi, em đau bụng quá. Trời ơi! Anh ơi, em đau bụng quá, em đau quá đi anh. Trời ơi! Em sắp sinh rồi đó. Vợ tôi sắp sinh rồi. Kêu cấp cứu, cấp cứu, cứu vợ tôi. Em ơi, ghé ơi. Mày đứng lại chưa? Mày đứng lại chưa? Tao quýnh mày chết. Tao quýnh mày chết. Cái con kia. Tao quýnh mày chết. Mày mày không chịu tiếp khách thì biết bao giờ mày có tiền trả cho tao? Mẹ ơi, con không tiếp khách đâu. Con chỉ muốn kiếm tiền cho hai em nhỏ thôi. Mày đừng có ép con nữa. Mày không tiếp khách, mày đuổi khách tao đi hả? Mày định phá quán tao hả? Bà kia, bà bình tĩnh lại. Bà làm cái gì mà bà hành hung người ta vậy? Ông là ai? Hả? Ông là ai mà chia sẻ cái chuyện của tôi? Ông có tính hả? Tôi thưa ông cái tội quấy rối không? Hả? Cái gì? Cái gì quấy rối? Nè. Tôi nói cho bà biết nha. Bà đang đứng trên khu đất của tôi đó nha. Tôi chưa thưa bà cái tội mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Ở đó mà quấy rối hả? Được. Được. Đứng đó ông đúng không? Ok. Còn kìa. Mày đi theo tao. Chị cứu con chú. Bà bình tĩnh lại nha, bình tĩnh nha. Con người ta làm cái gì nên tình nên tội mà bà hành hạ ta, hành hung ta hoài vậy hả? Nó là nhân viên của quán tôi. Nó không chịu tiếp khách, không làm theo lời khách của tôi thì tôi phải trị tội nó chứ sao? Nè, hành hung người khác là phạm pháp nha. Tôi thưa bà đó, tôi gọi lên công an phường bây giờ đó nha. Nè. Được, ông muốn cứu nó chứ gì? Cứu nó đúng không? Thương lượng với tôi đi, thương lượng tôi nè. Thương lượng? Thương lượng là sao? Con này nó nợ tôi 50 triệu, lãi mẹ cộng lãi con bây giờ 150 triệu. Muốn cứu nó hả? Trả 150 triệu cho tôi trả tự do cho nó. Chú ơi, bà này bà nói dốc quá chú. Bà này á, bà lấy lãi suất 300%, con sống cả đời này á cũng không trả nợ đủ cho bà nữa. Không trả hết nợ á thì mày phải tiếp khách trả nợ cho tao chứ. Bình tĩnh. Bây giờ thương lượng đúng không? Rồi được rồi, thương lượng thì thương lượng. 150 triệu giấy tờ nè. 150 triệu đúng không? Đây, đây là 100 triệu nè. Tao mới cọc đất cho tôi nè. Tôi đưa cho bà, rồi bà đưa giấy nợ đây, được chưa? Có 100 triệu vậy? Thêm miếng đi. Muốn thêm gì? Muốn mua nết vậy? Lên phường thêm nha. Thôi được rồi. Nè, nhiêu? Coi như hả, phần còn lại á tôi cúng có hồn á. Liệu hồn tao nha mày. Đừng có gặp mặt tao nha mày. Bỏ đi rồi. Dạ. Em an toàn. Từ đây sao không ai dám hành động mày nữa đâu.
em cảm ơn anh nha. Anh đúng là ân nhân cứu mạng cuộc đời của em. Sau này em nhất định sẽ đền ơn anh. Anh muốn gì em cũng chiều anh hết. Em nói thiệt à? Dạ. Ai để giật về đi anh á. Anh thấy em đẹp người nè, cũng tháo giác nữa, xinh nè. Cho nên bây giờ không cần làm gì nhiều anh. Dạ. Em về em coi cái quản cái nhà anh đi, trong nhà anh giùm, được không? Dạ được. Đến đây mày mày tòm tem với cô Linh ha. Ba bình tĩnh. Tại Linh bị trúng gió cho nên con vô con cạo gió chưa chân ba lấy cây ba quýnh con. Mày cạo gió cái kiểu gì mà hai đứa bay quần áo sọc sệt vậy? Trời đất ơi, bữa nay mà tao không làm rõ cái chuyện này mày không yên cho tao đâu. Anh Tâm ơi, không phải đâu anh Tâm. Tự nhiên lẻn vào phòng em buổi tối, xong rồi con đòi mà lem em nữa. Trời ơi, cô nói gì kỳ vậy? Trời ơi, sao cô nói cô thèm nhậu, rủ tôi vô nhậu. Nhậu, tội cha. Mày nhậu luôn, mày có nhậu luôn bằng gái tao đúng không? Hả? Không có. Chuyện là gì nè? Cái cô Linh mượn tiền con. Ê, Linh nói là không có tiền trả, cho nên á là trả con cái khác. Chứ dân mà ba la ầm ầm như vậy. Trời ơi, Linh ơi là Linh, sao em làm chuyện vậy hả? Anh đưa tiền cho em xóa nợ rồi, tại sao bây giờ em muốn, trời ơi, em muốn mở lem luôn con trai anh? Không phải đâu anh ơi, tại vì em nợ anh quá nhiều ân tình rồi, nên là em phải mượn tiền con trai của anh để trả hết nợ cho anh thôi. Ôi Linh ơi là Linh, tiền của anh là thằng con trai nó lấy, nó đưa cho em, rồi em lấy tiền nó em đưa cho anh, rồi tiền đó vô túi anh, rồi cũng vô túi nó. Trời ơi là trời, cái gì mà nhức đầu dữ ba? Sao ba nói là tiền đó là tiền ba chia tài sản cho tôi, rồi bây giờ á chạy qua chạy lại rồi nó cũng về túi của ba, là sao kỳ vậy? Bây giờ tao không nói gì với mày nữa ha, nhất định hôm nay tao phải xử hai đứa bay. Cái tội là gì? Lừa tao ha, nhân dịp tao vắng nhà tổ chức ăn nhậu rồi mời lem lẫn nhau ha. Má, suốt ngày coi điện thoại hoài à. Má có biết là lộ chuyện hết rồi không vậy? Con phải gom hết đồ đạc ra khỏi nhà ông Tâm liền đó. Cũng may là con gom được một đống tiền của hai cha con đó. Ghê không? Mày cũng mưu mẹo dữ ha. Chứ sao? Vẽ ra cái bài hả là mẹ bệnh xong cái thằng Lê nó nghi ngờ gì hết trơn. Nó đưa luôn cho tao 50 triệu. Ủa, ai biểu dạy gái chi? Mất tiền ngu ráng chịu. Má ha. Thời buổi này á kiếm tiền dễ quá ha. Chính xác. Anh Tâm, em xin lỗi, anh Tâm ơi. Hai má con nó tính dắt mũi hai cha con mình. Mà tụi nó đâu có ngờ là tao với mày á chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau cho nên mới hiểu rõ được âm mưu lừa đảo của hai má con nó đó. Nè, đây là má mì nha, không phải là má ruột nó đâu nha. Tại vì con Linh nó còn thiếu tiền tôi, cho nên hả tôi phải bày ra tôi gom tiền trả nợ cho tôi chứ. Thôi, vở kịch hạ màn rồi, đừng có diễn nữa. Anh ơi, thật ra hai má con em đã theo dõi hai cha con anh từ lâu lắm rồi. Em thấy gia đình anh giàu có nên là em muốn đào mỏ. Em xin lỗi. Vậy thì đào xong chưa? Đào xong rồi á thì dọn cái mỏ lên phường khai báo đi. Anh ơi,
Em xin lỗi mà anh tha cho em đi. Em không như vậy nữa đâu anh. Mẹ ơi. Cô làm cái gì vậy? Không thấy người ta mang bầu bì hả? Chị ơi, em có lỗi gì với chị thì chị dạy em. Cho đứa nhỏ này nó có tội tình gì đâu chị. Có lỗi cái gì hả? Mày dụ chồng tao đi biền biệt như vậy, bây giờ mày vác cái bụng về, mày ra dãy tao hả? Chị ơi, cái bầu này là vì em thương anh Lê. Anh Lê không có con. Vậy thì ai nói rõ đây chị? Mày ám chỉ ai? Mày ám chỉ tao đúng không? Quỳnh không có ám chỉ ai hết á. Mà Quỳnh nói thẳng vô mặt cô á. Tại vì cô vô sinh, không thể có con. Im đi, bây giờ anh Minh người ngoại anh xỉ nhục tôi phải không? Không có ai người ngoại để hết trơn á. Dạ. Cô Quỳnh ơi, bây giờ chính thức là con dâu của nhà này. Dạ, dạ nói gì vậy? Cha có biết là anh Lê bỏ bê vợ con đi theo con nhỏ này không? Con nhỏ này ai cưới sinh hồi nào mà làm dâu cái nhà này? Tao cho phép. Một khi tao đã cho phép trong cái nhà này rồi, không cần phải cưới sinh gì hết. Bây giờ tao nói thẳng với mày luôn. Mày nói sao? Thằng Lê nó bỏ bê vợ con hả? Vậy con của mày đâu? Cha. Không trả lời được đúng không? Làm dâu trong ngôi nhà này là phải sinh con, phải sinh cháu nối dõi. Còn không có được một đứa con nào đó là tội bất hiếu, hiểu không? Bây giờ cha chết con phải không? Trong khi nợ nần của cái nhà này à, con phải bán hết ruộng vườn nhà cửa của con để trả nợ đó. Đúng, tại vì cô cũng có công cán trong cái nhà này, cho nên tôi mới giữ cô lại để chờ cô sinh cho tôi một đứa con. Nhưng mà cô không sinh được đứa con nào hết. Tôi chờ đợi quá lâu, tôi chịu hết nổi rồi. Cái gì? Anh chịu được cái gì? Cái nhà này nè, nợ nần là do một tay anh bài bạc mà ra đó. Bây giờ anh khá khá một chút xíu, anh muốn đẩy tôi ra ngoài phải không? Cái nhà này không ai đẩy cô ra ngoài hết. Cô không sinh con được thì tôi tìm người khác thay cô mà sinh con. Cái luật ở đâu? Luật ở đâu mà cho chồng con lấy thêm vợ? Còn phải báo cái chuyện này ra xã mới được. Ôi, chị ơi, nhà anh Lê bao nhiêu năm nay đã không có cháu nối dõi rồi. Chị muốn làm như vậy, chẳng lẽ chị muốn bà chết mà không nhắm mắt hả chị? Em à, anh xin lỗi. Tại vì anh cũng lo cho đứa nhỏ quá nên anh mới lỡ lời với em thôi. Nhưng mà em cũng muốn anh có con mà đúng không? Không lẽ em để gia đình này tuyệt tự? Em suy nghĩ lại đi. Được rồi, bây giờ cô cứ ở lại đây đi. Khi nào đẻ xong tính tiếp. Cô tính dở trò thao túng tâm lý gì đây? Tôi nhắc cho cô nhớ, cái nhà này tôi là chủ, tôi có quyền quyết định, không tới lượt cô. Còn bây giờ riêng cô á, nếu mà cô muốn tiếp tục sống ở nhà này, ráng phụ lo đi, lo đến khi mà đứa bé nó ra đời kìa. Dạ, tôi cha. Bây giờ bà Lan bà chờ mình sinh con xong, bà sẽ đẩy mình ra ngoài. Coi như là mình tay trắng. Mình phải... À, chị Lan ơi, em khát nước quá à. Mà bây giờ chân của em nó tê cứng hết trơn rồi. Tội nghiệp con của em quá à. Nó cũng khát nước y chang như mẹ nó vậy đó. Rồi từ từ, để chị mang nước ra cho. Dạ. Bầu bì đừng có đi đứng lung tung nghe chưa. Dạ chị. Đây nè, nước nè. Rồi, uống đi bầu. Dạ, em cảm ơn chị. Cái gì vậy? Sao vậy? Chị cho tôi uống cái gì vậy? Nước mưa, chị lấy nước mưa bình thường mà. Chị đừng có xạo, chị muốn làm hại con tôi đúng không? Nói gì vậy? Cô tránh ra đi. Cô làm cái gì vậy? Con tôi mà có gì á là cô chết tôi á. Nè, tôi có hại con anh nha. Đứa nhỏ mà bị cái gì tôi cũng sống chứ bộ. Chị đừng có mà giả tạo. Chị muốn hại con tôi để tôi không còn có con nữa chứ gì. Nói cái gì vậy? Tôi không có hại ai hết trơn á. Hai người đừng có ăn nói lung tung đi chứ. Mày ác độc lắm. Mày ghen tị với con Quỳnh nó có thai rồi mày bỏ ba cái thuốc cầm bay cầm bả vô nước cho nó uống đúng không? Tôi không có làm gì hết á. Mày đừng có qua mặt tao. Cha con có mà cha. Con có làm gì hết trơn á. Con bị oan mà. Em có sao không? Hay là anh đưa em ra xã nha. Dạ thôi anh, em không sao đâu. Em nhả cái thói thuốc này ra ngoài rồi. Anh ơi, bọn mình chưa có hôn thú với nhau nên thôi anh đừng có đưa em ra xã nha. Phiền phức lắm nha anh. Cũng may là em không có nuốt. Dạ anh ơi, nhưng mà em sợ chị ta quá. Cô,
cô đi khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn thấy bản mặt của cô trong ngôi nhà tôi nữa. Đi. Cô không có làm gì hết á. Cha suy nghĩ là đây có chuyện gì không bình thường ở đây nè. Cô mới là người không bình thường á. Cô tốt nhất á đi ra khỏi cái nhà này. Còn không á đừng có trách tôi độc ác. Cô đi ra khỏi cái nhà này. Không đi đâu hết á. Đi. Đi liền. Tôi không đi đâu hết. Cha ơi, không có làm gì hết mà cha. Mày đi ra khỏi nhà tao. Tao đã đưa cho mày 50 triệu rồi. Còn bây giờ mày ra khỏi nhà tao nhanh. Cha ơi, đây cũng là cháu nội của cha mà. Sao mà cha nỡ đuổi con đi vậy cha? Cha ơi, con xin lỗi mà cha. Mày nói cái gì? Tao có cưới hỏi mày cho con trai của tao hồi nào đâu mà kêu tao là cha hả? Mà tao nói cho mày biết, xin con gái là không được ở trong cái nhà này nha. Cha ơi, con không đi đâu. Cha đừng có đuổi Quỳnh đi mà. Con trai con gái gì cũng là con của con. Cha cho cơ hội Quỳnh sanh thêm một đứa con trai nữa cho con nha cha. Tao coi thầy rồi. Thầy phán á là cái giống này á chỉ đẻ được con gái mà thôi, không bao giờ đẻ được con trai đâu. Mày đừng cầu xin nữa. Nuôi nó chỉ tốn công tốn của thôi. Tao kiếm vợ khác cho mày. Không, con không có lấy ai hết. Cha chỉ nghĩ cho mình thôi. Con đã hai lần bỏ vợ rồi, con còn mặt mũi nào đi lấy vợ nữa hả? Mặt mũi? Mặt mũi là tao. Tao mới mất mặt mũi này. Bà con dòng họ nhìn vô gia đình này, nó là không có đứa con trai nói giỏi thì liêm sĩ ở đâu? Người mất mặt là tao đây nè. Mày có xin trỏ gì nữa? Đi. Đúng là quả báo mà. Chị Lan ơi, phụ oan cho chị, để chị bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ đến lượt em nhận hậu quả, là em có lỗi với chị. Em xin lỗi chị. Mày đi đâu đó? Con phải đi tìm vợ con. Con phải chuộc lại những lỗi lầm của con. Cha, cha tự đẻ con cho mình đi. Linh Mi, mày đây, đây. Phản, phản hết rồi, phản. Lan ơi, lại nhớ Lan quá hả? Ai vậy? Lại nhớ Lan quá. Nói đi coi. Tao bắt quả tang ha. Bắt quả tang tại trận hai đứa bay tồm tem với nhau ha. Anh nói cái gì vậy? Em có biết ông nội này là ai đâu tự nhiên đi vô ôm tôi vậy? Nói cái gì hả? Bắt tại trận mà còn chối nữa hả? Hả? Tính lừa tôi hay gì? Em nói thiệt mà, em không biết cha nội này là ai hết á. Tự nhiên xong vô phòng rồi ôm em vậy đó. Anh nghe em nói đi. Cô nói chuyện mắc cười quá. Cô nói chuyện giống như là kể chuyện cũng tích tời nay vậy. Cô lừa ai vậy hả? Nếu mà không quen biết làm gì mà nhảy vô nhà ôm nhau dữ vậy? Lan, chuyện ra nông nổi về rồi em còn chối gì nữa. Em nhận đại đi. Trời, rõ ràng thấy không? Không biết quen biết nhau mà tại sao nó biết cô tên Lan? Em không có biết. Làm sao em biết được cha này biết em tên Lan chứ? Anh, thì hồi trưa em mới nhắn tin với anh. Em nói là Lê qua phòng Lan, bữa nay có món lòng xào dưa. Vì sao tự nhiên em quên vậy? Cha Lê này, ông bị gì vậy hả? Ông có âm mưu gì? Ai sai khiến ông? Em nói kỳ vậy? Đó, đó, rõ ràng cô vừa mới gọi tên Lê đó. Vậy mà cô nói không quen là sao? Hả? Điều này chứng tỏ là hai người quen biết nhau rất là rõ. Trời ơi anh ơi, người ta biết rõ về em nhưng mà em không có biết ông này là ai hết á. Thôi đi, bây giờ cô đừng có nói gì nữa. Tôi không có quan tâm cô biết hay không biết thằng này. Bây giờ chuyện tình của chúng ta chấm dứt từ đây. Anh nói gì vậy? Chưa có làm rõ mọi chuyện mà tự nhiên đòi chia tay là sao? Buồn ra, không những chia tay đâu mà tôi còn lấy lại tất cả tiền bạc tài sản của tôi lúc trước thì tôi cho cô cái kìa. Anh, hồi xưa anh đeo đuổi em á, anh cho em xe, cho em nhà, cho em đất thì em mới chấp nhận. Sao giờ anh đòi lấy lại là sao? Buồn ra đây.
chia tay là phải đòi quà. Tôi sẽ lấy lại tất cả những tài sản của tôi. Tại vì cô có thương yêu tôi đâu. Cô chỉ lợi dụng tôi để cô lấy tiền cô nuôi cái thằng trai trẻ này nè. Ê, ông đừng có nói vậy nha. Lan á, không có đưa tiền cho tôi. Lan chỉ đưa cho tôi vài chỉ 24 carat thôi. Nói gì vậy thằng điên này? Trời ơi, cô nghe rồi đó. Bây giờ mọi chuyện nó rõ như ban ngày rồi. Tôi sẽ lấy lại căn nhà này. Cô đừng nói gì nữa. Cô đừng hòng cứu vãn mối quan hệ này nữa. Kể từ ngày mai cô dọn khỏi đây cho tôi. Tạm, anh Tạm. Anh coi cái phần còn lại đó. Anh nếu nào anh chuyển cho em luôn đi. Bị tới tháng 7 đó em tính đi du lịch với bồ em. Dạ, rồi. Thôi vậy nha. Thánh thần thiên đụng ơi, động trời động đất thằng quỷ sống. Tháng 7 cô hồn mà mày đi với con âm binh nào vậy? Mày đi chơi với con âm binh nào? Mà bộ mày kìa, sao mày không đi vậy? Tao nè. Mày giá bậy. Tôi đâu có quen cô này đâu. Thôi tôi bận rồi tôi đi. Ê, Đi đâu? Gì? Nói ai? Không quen ai? Hả? Quên nhanh quá ha. Sao hồi trước nói thân lắm mà sao giờ quên tôi lẹ quá vậy? Thôi, khỏi giải thích. Bỏ cái mặt nạ diễn của anh đi nha. Còn non với xanh lắm nha chứ cưng. A bà nội mày. Trời đất ơi, tự nhiên cái đang nói chuyện cái tật nguyền ngang vậy. Nè, bản mặt của mày là cái tay sai của ông Tâm đúng không? Mày dụ con Lan để lấy quà của con Lan khùng đúng không? Mày thấy nó khùng mày lấy đúng không? Tao khùng nào mày? Quên. Ê, mấy người nói gì vậy? Tôi với ông Tâm là tình địch với nhau nha. Ông đừng có nói vậy ạ. Tình địch hả? Nè, câu đi cái bản mặt mày với ông Tâm ở đây nè. Cũng ly vô anh em đăng lên trang cá nhân mà làm như tao đu gì tao không thấy thằng quỷ. Thì lúc trước tôi với ổng là quen thân với nhau. Thì cũng thân lắm nhưng mà bây giờ thân ai nấy lo rồi. Tôi không có biết ổng nữa. Trời ơi, lanh đó, cũng lanh đó. Lanh chanh nè, để coi. Ha, giấy sao kê nè. Giấy sao kê ngày dí ông thần tài nè, đọc đi ha. Ông Tâm ổng chuyển tiền cho ông giải thích đi. Khỏi giải thích luôn. Không có cái tình địch nào mà đi chuyển tiền cho nhau xài đó bà. Đúng rồi bà, nè chưa kể nha. Tao còn thấy cái thằng quỷ sống này nè, nó mua cái điện thoại gì mà gồ mắt đó. Đó, thấy chưa, rồi chưa nữa má. Cộng dây chuyền bự như cái dây xích chấu á nhà tao vậy đó. Ông Tâm không biết. Bây giờ mày khai không? Mày khai không? Thật ơi, tôi khai. Nè. Dạ. Sau này á, anh sẽ mua cho em thêm một miếng đất để em làm chỗ nghỉ dưỡng sinh thái. Ồ, còn chiếc nhẫn 9 ly bữa anh mua cho em đâu rồi? Sao không đeo vô? Không thích hay gì? Dạ, em thích mà, em thích lắm luôn á. Nhưng mà cái nhẫn anh mua cho em á, nó bự quá. Nên là em cất ở nhà, em cất kỹ lắm. Anh ơi, anh hào phóng quá. Em chung xương quá, mai mốt coi chừng ổng đá bị nổi tu tu luôn đó. Nè, mấy người là ai vậy hả? Tôi kêu bảo vệ nha. Bảo vệ đâu? Bảo vệ cái gì nữa, ông tự bảo vệ ông đi. Lộ hết rồi nè. Mấy người là ai vậy? Tôi gọi công an luôn. Đây, khỏi gọi ai mất mặt, ổng mất mặt chứ ai ha. Chuyên gia chơi cái trò gì không yêu thì đòi quà đúng không? Đúng rồi, nhưng mà lấy quà của con này cho con khác đó mà. Mấy người im đi. Im cái gì mà im? Ông lấy vòng vàng của tôi cho nhỏ này đúng không? Nói đi thằng ông nội, sao nãy giờ ông nói gì vậy? Thì ông Tâm á, ông có cái trò là dùng quà để gạ tình. Xong rồi khi nào mà ông chán á, ông tìm cách ông đá, ông đòi lại quà để ông tiếp tục á, ông lấy người yêu mới. Làng ơi, lời nhớ làng quá. Ai vậy? Lời nhớ làng quá. Nói đi coi. Tao bắt quả tang ha. Bắt quả tang tại trận hai đứa bay tồn tem với nhau ha. Nói gì vậy? Em có biết ông nội này là ai đâu tự nhiên đi vô hôm tôi vậy? Nói cái gì hả? Bắt tại trận còn chối hả? Hả? Tính lừa tôi hay gì? Nè cái anh kia, anh là ai mà biết chuyện này? Ông thê tôi mà sao tôi không biết? Ông này nè, ông thê tôi á, giả làm người yêu của cô này ha. Rồi á, ông kiếm cớ á, ông bắt ghen, ông đòi lại quà, ông chia tay người ta, rồi ông lấy quà ông cho cô á. Anh, chuyện này là thật hả? Thiệt sống thiệt má, quá là thiệt luôn. Cái bản mặt của mày á, coi chừng là người thứ tư mà ông đá đó, góc 90 độ. Con kia là người thứ ba mới đá xong kìa.
Sao bà nói tôi hoài vậy? Ông kìa, tôi không ngờ ở bên ngoài nhìn ông sang trọng như vậy mà bên trong ông vô liêm sỉ. Thôi, ổng mà sang trọng, nói nghe nè em, ổng chùm sò mà chùm sò chúa luôn á. Nè, chuyện của tôi với em á là phải đem lên trên mạng để bóc phốt ổng, cho mấy con nhỏ đó hả, né cái mặt ổng ra. Đúng rồi chị, trang cá nhân của em có 1 triệu follow lận. Ngày hôm nay em sẽ làm cho ổng sang nhất mạng xã hội luôn. Đừng đăng mà, tôi xin lỗi. Tôi biết là hối nhưng mà đừng đăng. Hỏi xin lỗi.